trễ quá, trễ hai đứa rồi. Hello mọi người, lương năm xuống rồi, lương năm xuống. Hello cả nhà, mọi người ơi, hôm nay chỉ có duy nhất một mẫu tao bao đầu like thôi, còn tất cả còn lại là những cái hàng sale cho chị em mình nha. Rồi hello mọi người, trễ không cả nhà ơi, trễ quá không? Không set này à, không set này từ bữa giờ à? Set này bữa hôm ấy là đáng lẽ là like luôn rồi mà tự nhiên bé nhân viên của em nó quên mang vô phòng like cho Ly á. Nó quên mang vô phòng like thành ra là Ly không có like được luôn. Rồi, hello cả nhà yêu. Hello hello. Mọi người ơi. Mọi người à. Rồi, ok. Zo. Sao like sao giờ này like hồi hộp quá người ơi. Giờ này like hồi hộp quá. Nếu lên thì nhít không mà giống không có giống như hồi đó. Hả? Rồi cái bộ đồ này mọi người. Quá trời. Cô trễ quá Ly ơi, em trễ chứ không phải mọi người trễ đâu, mọi người không có trễ. Em là em trễ nè chứ mọi người không có trễ đâu. Rồi mọi người ơi, em nói sơ sơ nha. Hôm nay em tặng cái túi này đi ha. Hôm nay Ly tặng cái túi này, đẹp lắm. Hôm nay Ly sẽ tặng cái túi này. Hôm nay sẽ không có tặng vào cuối like. Trong vòng 30 phút đầu like nhá. 30 phút đầu like chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất thì em bắn cho chị đó ha. Và em công bố lên trực tiếp trên like luôn cho chị em mình. Rồi ok mọi người ơi, nhớ giùm em chia sẻ live stream cho em một cái nha. Nhớ hỗ trợ chia sẻ và tương tác lại like giùm em một cái nha mọi người chết. Nhớ chia sẻ mạnh mạnh lên cho Ly nha mấy bà. Nhớ chia sẻ mạnh mạnh lên cho tôi nha. Hôm nay ta cùng hát văn nơi đây. Rồi bộ liên mặt có hai màu á mọi người, bộ liên mặt có hai màu, đợi em xíu đi cả nhà, đợi em tẹo nha. Rồi ok cả nhà ơi, cái này á là tặng nhưng mà nửa tiếng sau em lập lượt chia sẻ nha mọi người ơi. Nửa tiếng sau Ly lập lượt chia sẻ xong sau đó thì Ly mới bắt đầu tặng cho chị em mình nha. Rồi túi này em để tặng đó mọi người, túi này để tặng một chút xíu nữa, có một cái túi mới về đẹp lắm. Tí xíu nữa đang giao quà đó mọi người ơi, đang giao quà á, bên kho nó đang giao quà cho Ly á. Đây em cho mọi người coi cái túi này nè, túi đẹp giả mang lắm, túi đẹp cực kỳ à, túi túi bạc á cả nhà. Ai đẹp lắm luôn, kẹp nách đẹp lắm mọi người, kẹp nách đẹp cực kỳ luôn nha cả nhà nha. Rồi cho Ly xin một nút chia sẻ, một nút tương tác và like nha chị em mình. Thiệt sự dạo này like hồi hộp thiệt sự luôn, nãy giờ view nó đứng luôn rồi. Rồi ok các bác mình. Rồi nhớ hỗ trợ chia sẻ và tương tác và like cho Ly một cái nha mọi người ơi, một lượt chia sẻ cho em nha cả nhà nha, nhất định phải chia sẻ cho Ly nha. Nếu mà đồ đẹp quá chịu gì nổi, đẹp lắm luôn á cả nhà, mà rẻ nữa, hôm nay đồ rất là rẻ luôn cả nhà. Ngày hôm nay đồ rất rẻ, cho em xin một lúc chia sẻ nha mọi người ơi, hôm nay đồ rất là rẻ nha mọi người nha, cực kỳ rẻ. Cái mẫu Ly đang mặc trên người là hàng tao bao đó mọi người, xịn không mọi người, nhìn xịn nè, xịn từ cái nút nó xịn lắm, xịn cực kỳ xịn luôn. Con này mọi người á, đi chơi đi du lịch đi ăn tiệc cho Ly rất xịn nha mọi người ơi, rất xịn nha cả nhà. Con này em nói thiệt luôn á, trời tâm đắc lắm luôn ấy, nhưng mà về nhỏ giọt à mọi người, hàng tao bao chỗ này em về nhỏ giọt à ha. Rồi ok, nhớ chia sẻ livestream cho em cả nhà, đầu like vô em bán xương xương xíu nha, đầu like vô em bán xương xương xíu xíu nha. Cái này á chưa. Rồi ok cả nhà, em vô em còn nhớ không? Rồi ok cả nhà. Rồi cho Ly con này là mã này đợi em xíu, có xếp vé không? Dạ có, bữa giờ hỏi xếp vé hoài hen. Cái này em lễ tặng nha, 30 phút đầu like, 30 phút đầu like chút xíu nữa em lập lượt chia sẻ xong em sẽ tặng nha mấy chế ơi nha. Lập lượt chia sẻ xong Ly sẽ tặng nha cả nhà, một chút lập lượt chia sẻ xong Ly sẽ tặng nha. Sếp đang mang trên người đẹp em, đợi chút xíu đông đông xíu nha. Bây giờ đầu like vô, hôm nay em Ly sẽ tặng 3 phần quà nha mấy chế. Hôm nay Ly sẽ tặng 3 phần quà, hai cái mắt kính và một cái túi. Hôm nay Ly sẽ tặng hai cái mắt kính và cái túi, và em sẽ để đây cứ 30 phút em tặng một lần
30 phút em tặng một lần. Chị nào có chia sẻ livestream thì vô chút xíu nữa mình nhận quà nha. Rồi bây giờ em lên mấy cái xương xương chút xíu cho chị em mình. Em đi lên mấy cái xương xương tí tẹo cho chị em mình nha chị em mình ơi. Ồ rồi, cái này á mọi người ơi, hàng này xịn lắm nè. Hàng này hôm trước Ly bán 140-150 một bộ á, hàng rất xịn luôn con này. Cả nhà còn nhớ set này không? Nhưng hôm nay về bông khác, bông mới xịn xịn lắm luôn. Hàng này là hàng ăn đông ra nhé mọi người. Hàng này là hàng ăn đông ra chứ không phải hàng tân bình đâu. Chân bông, mọi người nhìn cái cây vải măng gồ mà người ta may chân bông như vậy cho cả nhà. Ngày hôm nay nhớ dùm Ly là em đẩy hết tất cả lô ngày hôm nay đồng giá 110.000 cho cả nhà mình. Nhớ cho Ly xin một nút chia sẻ nha nha. Và Ly sẽ tặng quà theo cái cách mới, Ly không có tặng quà vô là Ly tặng liền, tại vô tặng liền. Bà nào tặng xong mà cái được tặng xong cái xong mà nghỉ chia sẻ, ngưng chia sẻ. Nên trong ba, cứ mỗi 30 phút em tặng một cái túi, 30 phút em tặng một cái mắt kính, và 30 phút nữa em tặng cái mắt kính nữa, cứ nửa tiếng em tặng một lần. Đối với chị nào có chia sẻ livestream nhiều nhất cho em nha mọi người ha. Rồi ok cả nhà, mã Ly đang cầm trên tay, comment cho Ly con này là T12 nha mấy chứ. T12 em Ly bán cho cả nhà đồng giá 110.000 ngày hôm nay nha. 110.000 ngày hôm nay, nhớ chia sẻ dùm em mạnh mạnh lên nha chị em mình. Rồi cho Ly con này là mã T12 giúp em. Ngày hôm nay những cái bộ cánh xịn sò như thế này em bán đồng giá cho chị em mình 120 cành. Hơi bị đã luôn, nhưng số lượng giống như Ly nói, Ly quay clip á, không có nhiều. Mỗi một màu nó có bao nhiêu đây thôi mọi người. Mỗi một màu nó có bi nhiêu đây thôi à. Rồi cho Ly con này là mã T1 cho Ly, là Ly khỏi đơn mặt T12 T12 cho Ly nha mọi người. T12 cho Ly, túi đen Ly tặng nha mới chứ. Túi đen này Ly tặng nha. Một chút xíu có cái mã túi kia về, đẹp xịn lắm mọi người ơi. Đợi em một tẹo nha, đợi em tẹo. Rồi mã này comment cho Ly con này là mã T12 trước giúp em. 110.000 đồng giá ngay trong buổi live ngày hôm nay. Nhớ cho Ly xin một cái logo, coi như cái đó là một cái khích lệ tinh thần cho em nha. Ờ, chị em nào thấy Ly, đó giờ con bé Ly này nó bán đồ rẻ nè, nó bán đồ dễ thương nè, thì mấy chị cho em xin một lúc chia sẻ để khích lệ tinh thần con bé đây. Con bé nó một ngày một rẻ hơn nữa, một ngày một chất lượng hơn nữa nha. Rồi mã này comment cho Ly con này T12 giá 110.000, 60 con đổ về. Nhớ giùm em mấy cái lô này nè. Đó, mấy cái lô này vừa có khóa kéo nha mấy chị. Cái này là vừa có khóa kéo. Đó, vừa có khóa kéo nè, và vừa có thun luôn cho chị em mình. Nên 60 cân đổ về cho em, vừa có khóa kéo vừa có chạy smoking đó nha. Rồi T12 cho Ly có 4-5 cái cả nhà ơi. Rồi giúp Ly con này là mã T12 giùm Ly nhé mọi người. Nhớ vô giỏ hàng nha. T12 đi, T12 cho em. Em Ly có đâu mà T12 đẹp lắm cái lô này. Bộ đang mặc đi, đợi em xíu đi. T12 không có sai, những cái đồng giá 110.000 T12 không có sai nha mấy chứ. Quá đẹp luôn con này. Em nói thật luôn, lô này em về là em cảm thấy là trời ơi, tại sao mà nó có cái lô này rẻ như vậy. Hàng này do những xưởng may của ăn đông á, người ta đang kẹt vốn á, mùa này người ta không đẩy hàng được, người ta kẹt vốn trả tiền thợ, thành ra là người ta mới sale cho mình giá này á mọi người. Rồi mã này comment cho Ly C8 nha. Rồi cho Ly con này là mã C8 mấy chế, đồng giá 110.000 nha mọi người ơi. Rồi cho Ly con này là mã C8 cho Ly có được mã C8. Sếp đang mặt chưa lên, đợi em xíu nha. Sếp đang mặt em chưa lên, nhớ khích lệ tinh thần Ly nha mọi người ơi. Cho Ly xin một lúc chia sẻ và tương tác và lại nha, chia sẻ cho em nha. Rồi, dạ em cảm ơn chị Quách Tình, em cảm ơn chế. Rồi mã này comment cho Ly C8 nè mọi người. Em nói là cái lô này đẹp lắm, vải cực kỳ mướt. Vải này là măng gồ loại 1 á mọi người. Em nói thật, cái bộ đồ này mà mọi người mua giá thị trường không dưới 200.000, đảm bảo luôn. Em Ly bán cho cả nhà ngày hôm nay tất tần tật, chọn từng bộ từng mẫu mình thích luôn. 110.000 nha cả nhà. 110.000 cho Ly con này là C8 cho Ly có đơn mà C8 nha mấy bạn. C8 cho Ly có đơn con này. Ok cả nhà. Chịu khó giùm em xíu nha. Từ từ hả. Bộ đồ đẹp quá. Thực sự chị nào thích mặc cái tông mà sang sang như thế này, chút xíu đợi em đọc mã. Bây giờ hiện tại bây giờ phần mềm ngày hôm qua tới ngày hôm nay nó bị chập chờn hoài à. Ha, đợi em xíu nha. Rồi, mọi người ngắm giùm em ha. Cái set đồ Ly đang mang trên người, nhưng mà hiện tại bây giờ mới vô live mà phần mềm nó bị lỗi rồi mới chế. Cho chị cái màu thứ hai đi bé. Cho chị màu thứ hai đi. Bộ này em có hai màu, màu kia.
kìa. Ừ, bộ này Ly có hai màu thôi. Bộ này Ly có hai màu. Xịn sò chưa? Ha, cả nhà nhìn giúp em hàng nè. Ha, hàng xịn lắm mọi người ơi, cực kỳ nhức nách luôn. Em Ly có hai màu, mọi người hôm trước mọi người thấy em Ly đăng một cái ảnh không? Cả nhà thấy Ly đăng một cái ảnh không? Đó. Hàng đẹp nhất nét. Chị em mình, em Ly có hai màu. Đọc mã đi để chốt luôn. Mọi người biết sao không? Phần mềm đang bị có vấn đề á. Em chưa chốt được hàng nè. Em chưa chốt được hàng. Cả nhà nhìn hàng tao bao nó có khác không? MC ship hàng này có 10 ngàn, mười mấy ngàn một bộ à. Đó nè, hàng tao bao nó có khác không mọi người? Từng đường kim mũi chỉ luôn, cái tay áo nè, cái nút áo nè mọi người. Nhìn cái nút áo nó chà bá lửa như thế này nè. Cái nút áo đi bằng 79 luôn nha mọi người. Đó, cả nhà nhìn cho em cái form. Mà cái form mọi người nhìn nó cũng khác. Cái form nó cũng khác nè mọi người. Cái form nó cũng khác so với hàng thị trường ở đây. Còn hàng này là hàng tao bao, nó xê xích nhau tầm mười mấy ngàn à. Mà mọi người mua một bộ đồ về mọi người mặc rất là chất luôn. Cực kỳ chắc. Cực kỳ chắc. Thí dụ đó, bình thường á, Ly like những cái hàng sale thì chị em mình mua, mấy chị em mình mặc thường thường đi dạo phố rồi này nọ. Còn những cái set đồ tao bao này nè, lâu lâu Ly về một lần, mấy chị mua để dành mọi người đi tiệc, đi du lịch, rất là sang. Cái con này mà mọi người mặc vô cho Ly, đeo cho Ly một cái túi kẹp nách là đúng chuẩn luôn. Nhưng mà bây giờ em chưa có mã chế ơi. Từ từ đợi em xíu nha. Đây, chị nào đã nhận được giỏ hàng vào giỏ hàng bấm mua hàng được chị em mấy chị ơi. Được chưa? Vào giỏ hàng bấm mua hàng mới có hàng nha mấy chị. Được chưa anh? Rồi mã chị đang mặc cho mấy chế cái mã đi. Có hai màu nha mấy chế. Hàng này là hàng tao bao nha, nó xơi xít. Nó xơi xít với hàng ở đây á tầm mười mấy ngàn thôi. Mà xài rất là sướng. Một bộ đồ, thí dụ những cái mã mà bình thường Ly like cho mấy chị hàng vài chục, hàng trăm ngàn, hàng trăm hai, trăm ba, mấy chị mua, mấy chị mặc đi vòng vòng, dạo phố, đi chơi vòng vòng. Còn những cái bộ này, mấy chị lâu lâu Ly về một lần á, mấy chị mua cho em mặc đi du lịch. Đi du lịch, rồi đi tiệc tùng rồi này nọ, rất là sang xịn mịn. Mã gì bé ơi? Rồi, B59 là màu đen. B59, em Ly có hai size M và L. B59M hoặc B59 size L nha cả nhà nhá. Size M eo dưới 72, size L eo 75-76. Cho Ly con này là mã B59M hoặc B59 size L. Chị em nào mặc size gì thì chị em lấy size đó dùm em nha. Mọi người nhìn bộ đồ tao bao nè cả nhà. Nó xịn, nó chắc tay lắm luôn nha. Rồi bộ đồ chị màu da. Màu da là mã B57 nha mọi người. B57 là màu da. Màu này là đúng màu mẫu mặt nè. Cái màu da này đúng màu mẫu mặt luôn cho em. Màu da đúng màu mẫu mặt. Thật sự mua bộ đồ tao bao đi, lâu lâu Ly mới về đó. Ha, chuẩn đét. Em Ly có một cái cảng. Đó là ở đó là chuyên về mấy cái hàng tao bao này cho chị em mình. Em Ly về em không dám về nhiều đâu mấy chế. Không dám về nhiều đâu. Về một lần một mã như vậy. Cả nhà nhìn cho Ly từ cái đường kim mũi chỉ nè. Rất là xịn luôn, đúng chuẩn tao bao. Cho Ly con này là mã B 57 là màu da nha. B57 là màu da. Lấy màu nào cùng mình màu đỏ giùm Ly ha. B57 là màu da. Màu Ly đang mang trên người là B59. B59M, B59L viết liền cho Ly là Ly có tin nhắn. Mấy chị vào giỏ hàng bấm mua hàng liền giùm em mấy chị ơi. Đấy à, mọi người ơi, đẹp chưa? B59M và L. B59 nhá. Bộ đồ Ly đang mang trên người chuẩn đét tao bao cho chị em mình ngày hôm nay nha. Đẹp không? Em nói thật luôn ấy. Cả nhà thay gì cả nhà mình mua bộ đồ cả nhà mình mua bộ đồ bình thường nhà Ly á 101. Em vẫn có like, 120 em vẫn có like, 90 em vẫn có like, 100.000 em vẫn có like hàng đó. Nhưng mà cái bộ tao bao này mọi người mua để dành đi dự tiệc, đi du lịch, đeo một cái túi xách vô nữa. Đúng chuẩn sang luôn, cực kỳ sang cho chị em mình ha. Rồi mã Ly đang mang trên người là B 59M hoặc B59L là màu đen nhá mọi người. Là màu đen nhá. Ha. Rồi, vô giỏ hàng gấp giùm em nha. 215 cành. Bình thường Ly bán một set thiết kế cho cả nhà mình bình thường thôi á là cũng khoảng 180-190 rồi. Cái này thêm cho Ly mười mấy ngàn. Mọi người mua một set này rất là tuyệt vời nha cả nhà ơi, xịn lắm luôn. Nhìn cái chân váy thôi là đủ tiền rồi. Cả nhà nhìn cho Ly chân váy thôi là đủ tiền rồi. B59 nha là màu đen, B57 là màu da. Nha cả nhà ha, quá là đẹp. Cả nhà nhìn cho Ly cái chân váy nè, thiệt sự luôn nha. B59 là màu đen, B57 là màu da giúp em nha. Cái màu sang lắm mọi người ơi, cực kỳ nét cho chị em mình. Nhìn bộ đồ nè, cái cách phối của nó nhìn cũng rất là sang.
chuẩn đét luôn cho chị em mình như thế này. Cái vải nè ha, màu da là B59 nha mọi người. Ờ đúng không, B57 màu da là B57 nha. Rồi em like màu đen trước đi, màu đen đó là B59 nha mọi người ơi, màu đen đó là B59 giùm Ly, Ly gọi đơn mà B59 nha, chịu khó giúp em xíu nha cả nhà ơi. À, đẹp hoa cả nhà, đẹp quá mọi người ơi nha. Ờ sao bấm mua hàng mà không có quyền, từ từ đi đừng có lên mã nữa. Nó, vậy hả, nó mới cập nhật nó chưa ổn định mọi người ơi. À, chịu khó đợi em xíu nha, tại vì phần mềm á nó mới cập nhật á, thành ra là nó chưa cho bấm mua hàng đó mọi người, đợi em xíu. Phần mềm giờ nó đổi tùm lum tà la bực bội ghê luôn á trời. Rồi ok, đợi em xíu nha mấy chế, đợi em xíu. Và mấy chế ở đây mấy chị ngắm cái set đồ tao bao nhà Ly nha cả nhà ha. Đó nút nè, em nói chuẩn từ cái tay áo, chuẩn từ cái đứt lót và chuẩn từ cái form cho chị em mình hơi bị xịn. B59 nhớ kèm size nha. Mọi người cứ lên comment đi, hiện tại phần mềm nó bị lỗi nhưng một chút xíu nha. Đợi em đi xíu, nó có hai màu á mọi người. Nó có hai màu. Màu đen là màu đi Ly đang mang trên người nè. Đó. Rồi. Bấm mua hàng mà nó bị lỗi hoài. Dạ chị Phương Nguyên ơi, chịu khó đợi em xíu nha. Tại vì hiện tại phần mềm nó bị lỗi đó mấy chứ. Hiện tại phần mềm nó đang bị lỗi nha mọi người, hết sức là cố gắng giùm em chút xíu nữa nha mọi người. Đó, mọi người ơi nhớ giùm Ly nha. Nhớ giùm Ly cái dòng comment của mình đừng chấm nha mọi người. Nhớ giúp em cái dòng comment của mình đừng chấm nha. Ok cả nhà, đẹp ha mọi người ha. Rồi ok, đây em quay phía sau cho chị em mình ha. Em mặc rộng lắm nè, nhưng mà khi em tháo cái kẹp ra nó vẫn ra form nha mọi người nha. Nó vẫn ra form ra dáng cho mấy chế mình như thế này. Em nói là rất là đỉnh luôn mọi người, cực kỳ đỉnh. Em mặc rộng lắm á, tại vì em mặc size S mà, em mặc rộng lắm đó, cái lưng rất là rộng luôn. Nhưng mà khi mà tháo cái kẹp ra nó vẫn ra form ra dáng cho chị em mình. Ok chưa? Rồi mã này comment cho Ly, con này B59M, B59L. Hiện tại bây giờ phần mềm nó đang bị lỗi mấy chế, không có vô mua hàng được á. Mọi người cứ để lại bình luận cho em nha. Mấy chị cứ để lại bình luận chút xíu nữa, phần mềm nó ổn định rồi thì mình vô mình mua ha. Cái màu Ly đang cầm trên tay là B57. Màu này là màu da. Cái màu da này đúng chuẩn màu mẫu mặt nè. Cái màu da này đúng chuẩn màu mẫu mặt. Đẹp lắm luôn á mọi người. Màu mẫu mặt ở bên Trung ha, là mình nhập về là đúng hàng, cái hàng này của cái người mẫu mặt luôn á. Đẹp lắm luôn á, cái vải nè. Bữa hôm em đăng hình rồi đó mọi người. Bữa trước em đăng hình rồi cả nhà nhớ không? Đó. Ở bên Trung người ta đăng cái tấm hình đó là khi mình nhận á là không phải giống như bên mình đâu. Không phải giống như bên mình đâu. Khi mà mình đặt cái bộ đồ của cái shop đó, cái người mẫu mặt á là mình nhận đúng chất vải của cái người mẫu mặt luôn. Bữa trước em có đăng hình cho mấy chị coi á, chất vải y xì như vậy. Ha. Rồi mã này comment cho Ly, con này là B57 nè. B57 là màu da, được chưa? Nhớ kèm size nha mấy chứ. Nhớ kèm size giúp em. Chưa được hả? Mọi người chịu khó giùm Ly nha. Trong lúc này chịu khó giùm em xíu nha, tại vì phần mềm nó đang bị có vấn đề một chút xíu á. Mã Ly đang mặc trên người là B59, màu da là B57. Nhớ kèm size, đừng chấm, đừng phẩy gì hết nha mọi người nha. Thật sự mua bộ đồ 210.000 thật sự luôn mọi người. Quá là đã. Đúng chuẩn tao bao luôn. Ly mới mốt yêu cầu lên tao bao nhiều đi Ly ơi. Thật sự ra mà nói mọi người, năm nay là kinh tế toàn cầu nó rất là khó khăn. Mà nhập bộ đồ tao bao về á, giá thành nó không phải là rẻ, nó rất là đắt. Thành ra là Ly cũng ngại về vấn đề đó, Ly không dám nhập nhiều. Cứ một tuần Ly nhập về 2-3 mẫu thôi à. Một tuần Ly nhập về 2-3 mẫu tao bao cho chị em mình. Để khi mà gần Tết cái kinh tế của chị em mình ok lại rồi đó, em sẽ về hàng tao bao nhiều cho chị em mình nha. Còn hiện tại bây giờ cứ một tuần là Ly chỉ cho cản nó về 2-3 mẫu đỉnh nhất cho chị em mình thôi. Chứ bây giờ là không dám cho về nhiều. Để gần Tết đi. Gần Tết á, kinh tế mọi người ok lại và mấy chị có nhu cầu nhiều hơn thì em sẽ cho về thêm nhiều mẫu hơn nữa ha. Rồi ok, giỏ hàng không được hả chế? Rồi giỏ hàng đã thanh toán được rồi mấy chị ơi. Vào giỏ hàng bấm mua hàng liền giùm em nha. Ok. B57 nè. Được rồi đó mấy chị ơi. Vào giỏ hàng bấm mua hàng liền nha mấy chị ơi. Ồ, được rồi đó mọi người. Rồi, con màu da là đúng chuẩn cho chị em mình luôn nè. Mọi người nhìn nè. Hả? Đã lắm mọi người ơi. Cực kỳ xuất sắc hàng này. Rồi cho Ly con này là B57 nha. B57 là màu da nha. Rồi màu đen là B59. Màu đen là B59. Rồi ngắm lại giùm em cái nữa nha. Rồi mấy chị vô giỏ hàng giùm em nha mấy chế. Vô giỏ hàng gấp giùm em nha. Vô giỏ hàng gấp giùm em nha. Cả nhà nhìn nè. Bộ đồ eo ơi là trời. Mấy chị mặc bộ đồ đi du lịch cho em rất sang, cực kỳ sang. Đây phía sau đây cả nhà. Đó. Rồi. Quá nét. Có giỏ hàng trả về rồi mấy chị ơi. Đẹp quá. Con này quá đẹp luôn hả. Rồi B59 là mẫu Ly đang mang trên người, nhìn cho Ly nè. Đó.
Ờ, Ly mặt rộng lắm luôn á mọi người, Ly không có bóp eo bóp ơ gì đó, mặt rộng cực kỳ nè, thấy không, rộng lắm luôn, Ly mặt rất rộng luôn ha, nó form nó chuẩn ha, form chuẩn hơn hàng ở đây nhiều á, form nó chuẩn hơn hàng ở đây nhiều á cả nhà ha. 215 cành, hàng này mấy chị mua bộ đồ một bộ đáng một bộ, tại vì lâu lâu Ly mới về một lần á, lâu lâu Ly mới về một tuần, Ly cho về có 2-3 mã hàng tao bao thôi, nên là cố gắng lên giúp em nha. Mã Ly mấy chị vào giỏ hàng bấm mua hàng liền giùm em nha. Rồi ok, giỏ hàng bấm mua hàng, chuẩn bị hết hàng ơi. Rồi cho chị thay cái bộ này đi, bấm mua hàng được rồi mấy chị ơi, vào giỏ hàng bấm mua em hàng đi thay cái nha. Bộ B57 nha, đúng không em, B57 màu da, B57 là màu da số Ly nha, B57 là màu da, màu đen là B59, màu đen là B59, nhớ kèm size giùm em nha cả nhà, B59M hoặc B59 CL cho Ly là Ly có tin nhắn trả về nha mấy chết. Chịu khó, hết sức là chịu khó giùm em xíu nha. Hết sức là chịu khó giùm em xíu. Đó. Đẹp ha. Ôi là chèn, cả nhà ơi, mặc bộ đồ, mặc bộ đồ nó xịn từ cái nút nào cả nhà, nhìn cho Ly nó xịn từ cái nút luôn á cả nhà ha. Rồi, con Ly đang mặc trên người là B59M hoặc B59 CL, nhớ kèm size giùm em nha mọi người. Hôm nay phần mềm nó hơi bị trục trặc một chút xíu, cả nhà thông cảm với em. Hôm nay phần mềm nó hơi bị trục trặc chút xíu, cả nhà thông cảm nha. Rồi ok mọi người, đẹp quá, thật sự rất nét luôn cả nhà. Dạ có đúng hai màu nha chị em mình, nhớ viết liền giùm em không khoảng cách giùm Ly nha, nhớ viết liền cho Ly. Rồi bộ đồ đang mặc trên người là B59 M hoặc B59 CL cho Ly là Ly có tin nhắn trả về nhé mọi người. Quả là nét luôn á cả nhà ơi, xuất sắc luôn nha. Rồi cái bộ này cho Ly con này là B57 nha cả nhà. Cái bộ này cho Ly con này là B57, màu da là B57 giúp em. Đó, màu đen là B59 nha, nhớ kèm size đừng chấm nha chị Ngọc Dầu ơi. Anh nhắc mấy chị giùm em ơi, chấm không mà đâu có vô giỏ hàng được đâu cô. Ê, ấy ra chết đi. Ơi có giỏ hàng trả về mấy chị, vào giỏ hàng bấm mua hàng liền giùm em nha mấy chị ơi. Cái bộ này mọi người mặc mà mặc bra bên trong cho em cũng rất là xinh luôn á mọi người nhá. Cái bộ này mà mọi người mặc kiểu như vậy nè cho em cũng rất đẹp luôn. Bộ này mà mọi người mặc kiểu như là mặc cái áo dây bên trong hoặc là mặc mặc cái bra bên trong cho Ly đó, khoác nhẹ lên cho Ly như thế này thôi cũng rất xịn. Cái nút từ cái nút bọc cho cả nhà mình như thế này nè, vải hơi bị đã luôn mọi người ơi. Mã Ly đang mặc trên người là B57M hoặc B57 sau lời cho Ly, Ly có tin nhắn trả về 215 cành. Thật sự ra mà nói, đối với mấy chị mà bình thường Ly bán một bộ đồ 100-120 mọi người cảm thấy là ok, quá rẻ. Còn bây giờ bộ đồ này 210 mấy ngàn, cả nhà về cảm nhận giúp em, cảm nhận giúp em nó phải đỉnh tới cỡ nào, nó phải đỉnh tới cỡ nào nha chị em mình. Rồi mã Ly đang mặc trên người là B57M hoặc B57 CL cho Ly, Ly có tin nhắn trả về nha mấy bà. Tao nói cái màu này xuất sắc cực kỳ luôn mấy chế ơi nhá. Màu B57 kèm size giùm Ly, B57 2 size M và L cho Ly là Ly có tin nhắn trả về 215 ngàn cành B57 nha. Rồi con này là B59 là màu đen, B59 màu đen lại hết hàng nha chị em mình. Cố gắng lên giúp em nha. Mã này thì có đúng hai màu, nó giống như cái đầm, cái đầm phối được rồi vậy đó. Nó giống như cái đầm phổi được rồi á. Đó, nó xịn sò như vậy nè mọi người ơi. À, nên là số lượng không có nhiều, cố gắng nhanh giúp em. À, B57M, B57L. Rồi mã này là B59 nha.
B59 là màu đen, nguyên con màu đen. Chị nào mà da có nốt da ngăm ngăm một chút xíu nên chọn màu đen nhé. Chị nào có nốt da ngăm ngăm một chút xíu nên chọn màu đen cho Ly. Rồi cho Ly con này B50. B59 là màu đen nhé em. B59 là màu đen giùm Ly. Ly có đơn mà B59 nha cả nhà. B59. Đó. Rồi, con này cho Ly con này là B57 là màu da nha cả nhà, là em hết hàng. Dạ túi đen này á, đợi chút xíu nha mọi người ơi. Đợi chút xíu em Ly tặng nha. Để tí tẹo em Ly tặng cho chị em mình. Để tí tẹo em Ly tặng cho mấy chế mình ha. Đẹp quá ha. Con này dễ thương quá mọi người ơi. Con này đẹp quá à, màu da đẹp quá. Màu này là B57 giúp em nha. Màu này là B57 giùm Ly. Màu Ly đang mang trên người là B57 kèm size M hoặc L giùm Ly. Ly có đơn nha chị em mình.